Xin chào các bạn, clip này hướng dẫn các bạn cách cuốn cước cho sáo. Trên YouTube có rất nhiều clip của nhiều nghệ sĩ hướng dẫn rồi, nhưng mà vẫn có một số bạn nói là nhìn không rõ do clip mờ. Vì vậy là thôi thì clip này mình hướng dẫn một cách chi tiết và cận cảnh nhất để cho các bạn nhìn thấy cái cách người ta cuốn cái cước này. Rất đơn giản thôi, nó chỉ là mang tính thủ thuật thôi. Thì ngay sau đây các bạn hãy chú ý quan sát và làm theo nhé. Đấy, dây cước thì các bạn quan sát đây là dây cước để cuốn nhé. Nó là loại cước câu, thì chọn cái loại kích cỡ phù hợp thì ta chọn cái loại cỡ 0,7 ly, 0,7 mm này là hợp lý. Để nó không quá to mà không quá nhỏ. Đây thì cây sáo là sau khi đã cuốn thì nó như này đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuốn nhé. Chúng ta chuẩn bị một cây sáo, một đoạn cước. Cước chúng ta lấy dài khoảng độ nửa mét đi. Để chúng ta cuốn thử hành này. Đây thì trên cái cây sáo này chúng ta cuốn thì nó sẽ có một cái phần đầu rút như này. Đấy, thì chúng ta rút là cái phần rút chìm này nó sẽ nằm ở phần sau cái sáo nhé. Thì nó không bị lộ. Nếu mà nằm ở phía trước này nhìn nó sẽ không được đẹp, mất thẩm mỹ. Ở đây thì bắt đầu cuốn. Thì chúng ta bắt đầu cuốn thì chúng ta đặt cái phần đầu mút này. Chúng ta bắt đầu đặt cái đầu mút của cái sợi cước này. Đặt như thế này. Đây. Đấy, chúng ta đàm này. Chúng ta bắt đầu cuộn nhá. Cuộn này. Đè lên. Đấy. Bây giờ các bạn quan sát lại xem nó như thế nào nhé. Đây, nó sẽ là như thế này. Đấy, bây giờ chúng ta cuộn tiếp này. Đấy. Ban đầu của chúng ta là cái sợi này nó gập lên đây. Sau đó chúng ta cuộn làm lại này. Cái đầu sợi cước chúng ta gập lại như này. Đấy. Chúng ta để vào đây. Cuộn này. Đấy, chúng ta cuốn như nào khi nào đầy thôi. Đấy, cái này chúng ta tránh để nó gập, nó để nó thẳng như này. Chúng ta siết chặt nhưng không chặt quá nhé. Chặt thì nó không tuột, nhưng mà chặt quá thì lát nữa chúng ta không rút được cái này. Đấy, đây, đến đây là một mấu chốt chúng ta phải quan sát này. Chúng ta cắt này, cuốn đầy rồi thì cắt đi. Chúng ta lấy dao, chúng ta dao kéo chúng ta cắt đi. Đấy, đây cái đầu mút ban đầu đây. Còn đây chúng ta cuốn thì sau đó nó như này nhá. Chúng ta xỏ vào đây. Đấy. Xỏ như này rồi thì chúng ta rút đầu này thì nó sẽ kéo sợi kia vào giữa. Đấy, thấy chưa, kéo này. Đấy, đây là tôi cuốn nó hơi chặt, quan sát coi cái clip điện thoại nó khó.
Đấy, nó được như này rồi thì chúng ta cắt lên đây đi. Rồi, mình lấy dao. Dùng cái dao khất sáo như này. Cắt đi. Đấy là chúng ta sẽ được này. Đây đã hoàn thiện 99% rồi. Còn 1% nữa là chúng ta đổ keo vào, vì lâu ngày là nhìn thì chắc này, lâu ngày nó sẽ tuột ra, thì chúng ta cứ đổ keo vào. Đổ keo thì chủ chốt chúng ta đổ cái phần đầu mút này thôi. Đấy, nó sẽ tràn mấy phần này là vừa. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện. Vâng, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.